Sau đây mình sẽ hướng dẫn đăng ký người dùng cho máy mini AC. Thứ nhất là menu người sử dụng mới, mình sẽ chọn đăng ký thẻ, thì chọn số thẻ, đặt thẻ vào, mật mã, mình nhập mật mã vào, nhập phần lòng bàn tay, mình sẽ để tay lên trước mặt màn hình. Sau đó đến khuôn mặt, okay. Và cuối cùng mình sẽ test thử. Thứ nhất là thẻ. Mật mã thì mình sẽ bấm vào bàn phím, bấm số ID và bấm mật mã, chọn mật mã. Và chấm bằng lòng bàn tay, mình sẽ đưa bàn tay lên. Đã hợp lệ, xin cảm ơn. Cuối cùng là khuôn mặt.